11. Anh tốt với ông ta quá đấy. Đây là ai vậy? Không lẽ là họ hàng của anh à? Xin lỗi, xin lỗi. Đùa thôi. Vậy chuyện đó xác thực chưa? Tối qua chúng tôi bắt được một nhóm mại dâm, bây giờ không có chỗ ở. Ba người một phòng đơn đó. Được, buổi sáng tôi sẽ đưa ông ấy đi. Được, cảm ơn, cảm ơn. Ăn từ từ thôi, vội vậy chứ, có ai dành đâu. Tôi qua ngủ ngon không? Ngon, ngon lắm. Mấy chục năm rồi chưa được ở phòng đơn. Cậu còn gì muốn hỏi không? Lát nữa đi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra máu. Sợ ông bị bệnh truyền nhiễm. Trong đây có một này. Không đâu, không đâu. Tôi không có đâu. Nói gì đấy? Bảo ông đi thì đi đi. Vậy cứ làm theo cậu nói đi. Mau ăn đi. Xin hỏi xét nghiệm máu ở đâu vậy? Đi thẳng rẽ phải. Cảm ơn nhé. Ngồi ở đây đi. Không gọi thì đừng đi đâu đấy. Ngồi ở đây đợi tôi. Yên tâm, tôi sẽ không chạy đâu. Nếu cậu không yên tâm thì còn tôi ở đây đi. Làm giám định DNA. Đúng vậy. Tư pháp hay cá nhân? Cá nhân. Mang căn cước chưa? Tôi chỉ muốn làm xét nghiệm thôi. Có mẫu chưa? Người ở bên ngoài. Một tuổi chưa? Rồi. Bác sĩ, chúng tôi đều là người lớn rồi. Nào, qua Đại Hồng, tuần sau đến lấy kết quả. Sao chậm vậy? Không phải nói 1-2 tiếng là có kết quả sao? Xin lỗi, xin lỗi, bác sĩ đang thiếu người, nên mong chú đợi nhé. Ơ kìa, im đi. Làm gì mà lắm chuyện thế? Dây. Cảm ơn cô, đừng khách sáo. Sao vậy? Lại đổi chỗ à? Vào đi. Vào đi.
Uống nước. Đây là thẻ cơm. Đến giờ cơm thì cứ đến nhà ăn ăn đi. Chọn món nào cũng được. Chọn xong thì quẹt thẻ. Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì gọi cho tôi. Ông cầm tiền đi. Không cần, không cần. Vậy là đủ rồi. Cậu yên tâm, cậu mà không đến thì tôi sẽ không ra khỏi căn phòng này nửa bước. Cảm ơn chính phủ. Vào đi. Sếp Lâm, anh đừng tự dọn, để tôi làm cho. Anh có gì thì cứ nói với tôi. Không cần đâu. Sau này không cần gọi tôi là sếp Lâm nữa. Chuyện của cô tôi đã báo với bên nhân sự rồi. Tạm thời phân đến bộ phận hành chính, có vị trí thích hợp rồi đổi sau. Cảm ơn anh. Tôi chỉ có thể giúp cô được bao nhiêu đây thôi. Hình dài, cô nhớ nhé. Sau này làm bất kỳ chuyện gì cũng phải cẩn thận, không được để người ta bắt thóp. Dù đưa đến bộ phận nào, có gì không hiểu thì cứ hỏi, đừng để xảy ra chuyện thì đứng ngơ ra. Hiểu chưa? Tôi biết rồi. Được rồi, tôi chỉ đi hơn một năm thôi, chứ có phải không về đâu. Hình dài, khi tôi về, nếu cô đồng ý thì làm tiếp với tôi. Được rồi. Nhìn cô bây giờ kìa, mau lau mặt đi. Đừng có để ra ngoài, người ta tưởng là mảnh tôi làm gì cô. Từ nhỏ bố đã dạy cháu là không sợ làm sai. Nếu làm gì sai mà dám gánh vác thì vẫn là một người đàn ông. Nhưng nói đi phải nói lại, chỉ cần làm sai thì cho dù dũng cảm đứng ra chấp nhận hình phạt thích đáng, nhưng có rất nhiều chuyện không thể cứu vãn được. Duy Hàm là công ty gia đình, con đường phía trước còn rất dài. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để bị như vậy hết lần này đến lần khác. Chuyện lần này của anh cháu, mong mọi người có thể học được một bài học. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng tạo nên tương lai tốt đẹp cho Duy Hàm. Tan học. Sếp Lâm, cậu nhìn đi, đây là hợp đồng sau khi sửa. Thế này đi, anh hãy khảo sát thêm đi và so sánh thêm giá của những công ty khác, sau đó làm thêm một bản tôi xem lại.
Được. Em gái anh sao rồi? Vẫn như cũ. Vẫn trốn tôi. Gọi điện không nghe. Tôi chỉ có thể nói với mẹ tôi là con bé ở nhà bạn học. Bao lâu rồi? Một tuần rồi. Cũng không biết con bé ở đâu. Cô nói đúng. Có lẽ tôi quản con bé quá rồi. Nếu buộc phải xảy ra thì xảy ra sớm cũng tốt mà. Đúng rồi. Nếu gặp con bé thì nhường con bé đi. Có lẽ con bé vẫn chưa hiểu ra. Nếu càng cứng với con bé thì con bé sẽ nghiêng về phía Lâm Nhất Nam. Trừ khi Lâm Nhất Nam bỏ con bé trước. Không thì con bé muốn dứt ra cũng khó. Thật ra mấy ngày nay còn một chuyện nữa. Chuyện gì vậy? Có lẽ tôi đã tìm được người tôi muốn tìm rồi. Ngày mai sẽ có kết quả. Cả tuần này tôi cứ thấy bồn chồn trong lòng. Hôm nay không nhịn được nữa nên mới gọi cô ra nói chuyện. Nếu là thật thì anh đã thực hiện được một nửa lý tưởng rồi. Chúc mừng anh. Cô cũng thấy đây là chuyện tốt à? Đương nhiên là chuyện tốt rồi. Chuyện gì tốt thì là hạnh phúc mà. Anh nghĩ thử xem, trên thế giới này có được mấy người thân thiết với anh? Và có được mấy người có thể mãi mãi thân thiết với anh? Đừng làm giống như tôi thì mới hiểu ra. Có thể thêm một người thân thì hạnh phúc biết bao. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Sorry. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin lỗi. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Xin chào, ai vậy? Anh đang ở đâu? Anh đang họp, lát nữa gọi cho em. Sao vậy? Em đợi anh. Dạo này công ty xảy ra quá nhiều việc. Bố anh thì ở trong bệnh viện. Anh sắp bận chết rồi.
Giờ anh đang định đến bệnh viện với bố. Tại sao em thấy anh không muốn quan tâm em nữa vậy? Em nói gì vậy? Sao lại vậy chứ? Anh không quan tâm em ở công ty không gọi điện cho em, vì sợ người trong công ty biết mối quan hệ của hai chúng ta để đỡ phiền phức. Thì giờ anh gọi cho em rồi mà. Được rồi, em đừng giận nữa. Ngoan, anh đang lái xe, cúp nha. Anh, cô gái này biết quá nhiều chuyện rồi, lại bám người, để lại e rằng là mối quả đó. Bây giờ thứ khó xử nhất là cô ta, không thể chọc cô ta được. Tên cảnh sát cứ kiếm chuyện với chúng ta là anh ruột cô ta. Hay cũng làm giống Lâm Mảnh đi, cũng đưa cô ta đến nơi đâu đó xa đi. Chỉ có thể như vậy thôi. Không vội, giữ trước đã. Cô nghe nói ở đó lạnh, ra ngoài nhớ mặc thêm quần áo đó. Chú Hai, chuyện công ty giao cho chú, có gì không hiểu thì cứ hỏi các chú, nghe chưa? Cô Tu, chuyện trong nhà giao cho cô đó. Sau này không có việc thì ở nhà đi, đừng cứ chạy ra ngoài. Chăm sóc tốt cho bố, có chuyện gì thì cứ gọi cho cháu, chỉ bay 2 tiếng là về rồi. Được rồi, mọi người đừng tiễn nữa, cháu tự vào. Các chức phó chủ tịch của Lâm Mảnh, vị trí này sẽ để anh Cao làm trước, nhưng cụ thể mọi chuyện sẽ do Nhất Nam làm. Nhất là dự án tòa cao lầu Giang Bắc nhất định phải theo sát đó. Sau chuyện lần này, tôi thấy bản thân mình già hơn rồi. Sau này ngoài việc liên quan đến pháp nhân thì những thứ khác đưa cho Nhất Nam đi. Các chú các bác phải quan tâm nó đấy. Sớm muộn gì cũng là của đám trẻ thôi. Anh, ở đây gió lớn quá, dễ bị cảm, chúng ta về đi. Cậu về trước đi, tôi ở đây một lát. Sao rồi?
Tôi có thể vào cục cảnh sát chưa? Ông nhìn ông đi. Nhìn ông đi. Người mấy chục tuổi rồi, vì để vào tù mà không cần lòng tự trọng luôn. Ông thể giữ mặt mũi cho bản thân sao? Tôi chỉ có một mình, không còn người thân nào trên thế giới này. Chết cũng không có ai khóc than. Tôi cần mặt mũi làm gì chứ? Tiểu Phi, không đâu, không đâu. Con là Tiểu Phi thật à? Không đâu, không đâu. Ông tưởng tôi có người bố như ông là rất vinh hạnh sao? Dài dài, mẹ, con không về nhà nữa à? Con nhìn con mặc gì đi? Trời lạnh như vậy, con phải mua áo khoác đi chứ. Nhưng anh con không cho con tiêu tiền lung tung mà. Con đang để dành tiền, không cho con tiêu tiền lung tung. Nhưng cái gì đáng mua thì phải mua. Con nhìn con ốm chưa kìa? Công việc nhiều lắm đúng không? Vẫn ở nhà của Linh à? Hôm nay là Tết Đo Ngọ, ở nhà người ta thì kỳ lắm. Ở đơn vị của anh con cho bánh ú, mẹ giữ lại những trứng muối cho con rồi. Con muốn ăn không? Muốn ăn. Con không về nhà thì đi đâu ăn? Mẹ ơi, món ớt xào này vừa chín. Nào, cá nên để thế này. Thế này. Nhiều món như vậy, ba chúng ta chắc chắn ăn không hết. Còn một người nữa. Còn một người? Chỉ có ba chúng ta mà mẹ nấu nhiều món như vậy à? Ai vậy mẹ? Không lẽ là chị dâu con? Không phải. Vậy là ai vậy? Đào, ngồi ở đây, mẹ nói con nghe. Nào. Dài dài à, hôm nay nhà chúng ta có một chuyện quan trọng.
Con đã lớn rồi, anh con bàn với mẹ, phải hỏi ý con mới được. Chuyện gì mà thần bí vậy? Được không? Sao mà nhìn cứ kỳ vậy nhỉ? Bố thẳng lưng lên. Ổn hơn nhiều rồi. Được rồi, đừng cởi ra. Nhân viên, tính tiền. Đôi này thì sao? Hơi chật. Vậy mới mà. Vậy mới đều chật, mang thời gian là được rồi. Đôi này tốt mà, mang thoải mái, kiểu dáng đẹp, da cũng tốt. Muốn làm gì vậy? Đàn ông con trai mà. Bố khóc lóc cái gì ở đây thế? Tiểu Phi à, bố càng nhìn con thì càng thấy giống hồi nhỏ. Lâu đi. Bố nghe đây, lát nữa về nhà phải vui vẻ đó. Tết cả nhà đoàn tụ với nhau thì vui biết bao. Con để bố khóc đi. Khóc ở đây thì lát nữa về nhà sẽ không khóc nữa. Sao bố còn chưa khóc xong vậy? Lâu đi. Bố đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Tiểu Phi, tan làm rồi à? Ở đây, lầu 3. Đi thôi. Con nói xem, người ta có muốn bố đến không? Sao bố lề mề vậy? Đã nói với bố rồi mà, mẹ con bảo con dắt bố về nhà. Mẹ à, lát nữa con phải gọi sao? Con à, con cứ gọi là chú qua đi. Vậy mẹ gọi là gì? Ừ nhỉ, mẹ gọi ông ấy là gì nhỉ? Mẹ gọi là... Về rồi à, mẹ con về rồi. Vào đi. Đây là mẹ con. Cô Dương, tôi đến đây làm phiền mọi người rồi. Anh đừng nói như vậy. À, chú Qua à. Chào chú Qua. Chúng ta đứng như vậy làm gì? Ngồi đi chứ, ngồi xuống nói chuyện. Mau, chú Qua nào. Chú ngồi ở đây đi. Nào, mau ngồi đi. Nấu nhiều món vậy à? Chúng ta ăn hết không? Có gì đâu. Đây là Gia Gia gì? Cháu xinh thật. Xinh gì chứ, chỉ biết cao thôi chứ không biết để tâm gì cả. Mới vài ngày chưa gặp mà ốm thành vậy rồi. Có thích làm đẹp mấy cũng không thể hành hạ bản thân vậy được. Đừng có quậy nữa. Được rồi. Nào, ly rượu này là sếp của họ tặng lúc tôi và bố nó kết hôn, mà chẳng dùng được mấy lần. Hôm nay là một ngày vui,
nên tôi đã lấy nó ra. Chúng ta uống nào, bưng lên đi. Nào nào. Cô Dương, ly rượu này tôi phải mời chị. Anh đừng nói như vậy. Anh xem anh nói gì kìa. Còn mau ngồi ngồi ngồi. Ngồi xuống rồi nói. Ơ kìa, sao vậy? Còn nói với bố thế nào? Bố ngồi xuống đi. Mau mau mau, ngồi xuống đi. Đúng vậy. Anh, hôm nay là ngày vui. Anh khóc gì chứ? Đừng khóc nữa. Nào, mau ăn đi. Mau ăn đi. Mẹ con nấu cho bố đó. Bình thường con không có được ăn đâu. Ăn đi. Chú Qua, đây ạ. À, dài dài, nào, ăn táo đi con. Con không ăn đâu, nãy con ăn nhiều lắm rồi, con ăn không nổi. Ăn đi, ăn táo giúp tiêu quá. Con nhìn con đi, lại gầy thêm. Con lớn vậy rồi, mà còn giống như con nít vậy. Con và cậu kia sao rồi? Vẫn ổn à? Dài dài à, không phải mẹ nói gì con, nhưng con lớn rồi, làm gì nói gì cũng phải suy nghĩ. Không thể cứ gặp chuyện thích nói cái gì là nói. Anh con buồn lắm đấy. Lần này là mẹ giận thật đó. Mẹ à. Mẹ gì mà mẹ? Mẹ cũng nói anh con rồi, đừng có làm cảnh sát là nhìn ai cũng giống người xấu, giống như bố con. Bố nó có vấn đề, chưa chắc là nó cũng có vấn đề. Con nói xem đúng không? Nhưng nói đi phải nói lại, anh con là muốn tốt cho con mà. Hay hôm nào đó giấu anh con, dẫn nó về nhà cho mẹ xem đi. Nó có tốt hay không, mẹ vừa nhìn là biết. Đợi thêm đi, đến lúc đó rồi tính mà. Mấy ngày nay bố cứ ngủ ở giường con đi. Đợi vài ngày nữa con mua giường mới. Không cần không cần, bố trải thảm ngủ là được. Con ngủ chỗ con đi. Bảo bố ngủ ở đâu thì bố ngủ ở đó đi. Ừ. Rửa chân đi. Hút một điếu đi. Muốn hút thì dậy hút.
Chưa xong nữa à? Sao bố lại khóc rồi? Chưa xong nữa hả? Muốn cười nhưng cứ mở miệng là khóc. Nói chuyện được không? Nói cái gì? Sao lúc đó bố lại giao tu? Lúc mẹ con còn trẻ rất đẹp, được nhiều người thích, nên cũng mọc thêm rất nhiều chuyện. Lúc đó mẹ con làm kế toán ở xưởng dệt vải. Trưởng phòng ở đó rất bị ổi, cứ giữ bà ấy ở lại tăng ca. Có một hôm buổi sáng mẹ con về, bố vừa nhìn thấy đã thấy sai sai. Hỏi bà ấy cả buổi, bà ấy nói trưởng phòng sàm sỡ bà ấy. Lúc đó bố không nói tiếng nào, đợi bà ấy đi làm thì xách vào tìm thằng đó. Không ngờ nó ra tay trước, bố không kiềm chế được nên đâm nó. Thật ra bây giờ bố nhớ lại thì không hề hối hận. Đàn ông không thể nhịn cái này được. Nhưng chỉ thương cho con. Lúc bố bị bắt vào, con chưa được một tuổi, còn chưa biết gọi bố nữa. Vậy mẹ con thì sao? Lúc tòa phán quyết thì đã ly hôn với bố rồi. Sau này con chọn phụ nữ thì phải nhìn kỹ vào, đừng chỉ chọn người đẹp. Vậy sau khi bố ra thì gặp mẹ chưa? Gặp rồi. Đương nhiên là gặp rồi. Lấy người khác rồi, gả cho một nhà giàu, họ tên Lâm. Tên Lâm Tả Thằng, nghe nó có tiếng ở Bục Bắc lắm. Bố nói ông ta tên gì cơ? Lâm Tả Thằng. Con biết hắn à? Mẹ con tên gì? Tô Mi. Lúc bố tìm bà ấy, bà ấy tưởng bố đòi tiền bà ấy, còn trốn tránh không dám gặp bố. Bố hỏi bà ấy con ở đâu thì người phụ nữ đó nói con đã chết rồi. Ngày mai chúng ta đi gặp bà ấy, bố muốn xem bà ấy còn có thể nói được gì. Được rồi. Sau này bố đừng nhắc bà ấy với con nữa. Bà ấy không muốn gặp con càng không muốn gặp bà ấy. Cứ xem như không có người này. Anh qua à, mau qua ăn cháo đi.